khóa học tự tin giao tiếp cho sinh viên. Có rất nhiều bạn sinh viên cảm thấy vô cùng khó khăn khi giao tiếp. Quả thật nếu bạn có một trong những biểu hiện như là ngại khi tiếp xúc với người lạ, dè dặt, lúng túng, không biết tham gia vào cuộc trò chuyện như thế nào, không biết phải mở đầu câu chuyện từ đâu, hay nên nói gì để kéo dài cuộc nói chuyện không rơi vào tình trạng nhạt nhẽo, bối rối đứng im trước mặt người mới quen, là bạn đã đánh mất đi sự tự tin trong chính bạn rồi đấy. Đồng thời bỏ lỡ đi nhiều cơ hội việc làm và cơ hội thăng tiến sự nghiệp sau khi ra trường. Giải pháp đặc biệt hiệu quả dành cho tất cả những bạn sinh viên muốn đạt đến trình độ giao tiếp hiệu quả và khôn khéo, sự mở đầu cho con đường dẫn đến thành công trong cả sự nghiệp và các mối quan hệ trong cuộc sống. Tham gia ngay khóa học giao tiếp thuyết trình tại YouCanNow. Ở những bài học thực tế và rất dễ áp dụng, giảng viên sẽ hướng dẫn cho bạn giao tiếp tự tin hơn, đưa ra những công thức chinh phục cùng với các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp mà bất kỳ ai cũng cần phải có để giúp bạn trở thành người có khả năng giao tiếp khéo léo và tự tin. Còn chần chừ gì nữa? Tham gia khóa học tự tin giao tiếp cho sinh viên ngay hôm nay để nhanh chóng làm chủ mọi cuộc giao tiếp tuyệt vời nhé! Những kiến thức sinh viên thành thạo sau khóa học. Giao tiếp tinh tế hơn, khéo léo hơn trong môi trường học tập, gia đình và bên ngoài xã hội. Được cung cấp những công thức để giao tiếp chinh phục tuyệt vời, những kỹ năng then chốt nhất giúp giao tiếp thành công. Những kỹ năng không thể thiếu khi giao tiếp chinh phục như là kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng ứng biến, vân vân. Giúp sinh viên trở nên ấn tượng hơn, thu hút hơn. Ứng dụng nhanh chóng vào các tình huống thực tế có trong học tập và cuộc sống.